Thời gian vừa qua có rất nhiều khách hàng đến để được mình tư vấn về phòng giải trí gia đình. Có hạng mục là phần máy chiếu và màn chiếu. Đa phần khách hàng sẽ không có được cái nhìn đúng đắn về cái màn chiếu. Tại sao mình lại phải dùng màn chiếu và cái mức đầu tư cho cái màn chiếu bao nhiêu là phù hợp. Mình cũng làm video này để chia sẻ với các bạn cách để lựa chọn chiếc màn chiếu phù hợp với phòng giải trí. Cũng như là một số bạn mà đã có máy chiếu thì mình cũng sẽ dựa trên video này để có thể lựa chọn cái loại màn chiếu nào cho nó phù hợp nha. Bây giờ mình cũng bắt đầu nè. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phân loại của màn chiếu. Trên thị trường sẽ có các loại màn chiếu kéo tay nè, màn chiếu điện. Thì màn chiếu điện sẽ có hai loại là màn chiếu điện treo trần sẽ đẩy màn từ trên xuống, và các loại để sàn hoặc là để bàn thì nó sẽ đẩy từ dưới lên. Bên cạnh đó nó có một số cái loại màn di động, màn gấp, màn gấp gọn, xếp gọn, màn cuộn. Cái loại phân loại cuối cùng đó chính là cái màn cố định. Thì đây cũng là cái loại màn mà mình ưu tiên tư vấn cho khách, cũng như là khuyến khích các bạn nên sử dụng cho cái dàn giải trí gia đình. Bởi vì nó có những cái ưu điểm như là sẽ không có bị nhăn nè, không có bị gợn sóng cái hình ảnh của mình, và cũng không có bị những cái tác động ngoại quan như là gió nè, những cái môi trường xung quanh đó. Rồi còn dễ vệ sinh nữa nha các bạn. Thì với những cái ưu điểm đó, mình khuyến khích các bạn nên sử dụng loại màn là màn cố định nha. Tiếp theo đó chính là việc lựa chọn cái kích thước màn chiếu cho phù hợp. Thì yếu tố đầu tiên mình sẽ phải quan tâm đến đó chính là cái vách trước, cái vị trí mà mình sẽ bố trí màn chiếu. Đa phần các phòng mà mình đã thực hiện á, rất là nhiều phòng bị vướng cái lối đi ra vào. Thành ra là cái diện tích còn lại để mình bố trí cái màn chiếu nó chỉ còn khoảng là 2/3 của cái vách trước thôi. Thì đó cũng là một cái yếu tố mình phải quan tâm để mình lựa chọn cái kích thước. Rồi cái yếu tố thứ hai đó chính là cái việc mình lựa chọn cái loại loa. Đối với phòng mà sử dụng cho hệ thống all in one có cả karaoke và xem phim thì mình sẽ thường tư vấn cho khách sử dụng cái loại loa SEIC38. Với cái kích thước bề ngang của loa nó chỉ tầm 10 phân thôi thì mình rất là dễ bố trí hai bên. Ngoài ra nếu các bạn sử dụng cho việc xem phim thôi thì bên mình có các loại loa in-ear, loa âm tường của KEF. Mình sẽ bố trí hai bên và ở giữa sẽ có một loa center nằm ở phía dưới màn chiếu. Và yếu tố thứ ba, nếu các bạn muốn giấu tất cả các loa đi và để cho cái không gian còn lại của mình nó được tận dụng để cái màn chiếu nó to nhất có thể, thì bên mình sẽ sử dụng màn thẩm âm. Thì cái loại này nó sẽ cho phép âm thanh xuyên qua và không thấy loa nữa. Các bạn chỉ việc là giật cái vách trước của mình ra một đoạn vừa đủ cho các loa. Thì bên mình có những cái giải pháp cho những cái loa âm tường nè, các loại loa mà ngắn, có cái hậu ngắn để bố trí ở phía trước, không làm giảm cái diện tích phòng mình quá nhiều nha các bạn. Dựa trên ba yếu tố nêu trên, các bạn xác định thêm cho mình là việc vị trí ngồi. Cách bạn ngồi càng xa, cách xa màn chiếu thì cái màn chiếu, cái kích thước màn chiếu nó sẽ càng phải lớn hơn để đảm bảo cái góc nhìn và cũng như là chất lượng hình ảnh. Lựa chọn cái kích thước màn chiếu mà phù hợp với cái vị trí ngồi thì nó sẽ liên quan đến một số cái công thức cũng như là thông số kỹ thuật. Nên mình sẽ hẹn các bạn trong một video khác, mình sẽ giải thích cụ thể hơn nha. Còn hiện tại nếu các bạn cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với mình nha. Kế đến đó chính là về công nghệ làm màn chiếu, hay còn gọi là loại vải màn. Đầu tiên, vải màn màu trắng. Đây chính là loại vải màn mà nó đáp ứng đại đa số cái nhu cầu cơ bản của mình. Và cái mức giá thành của nó cũng rất là dễ chịu, nó chỉ dao động dưới 10 triệu đổ lại thôi. Cái loại vải màn thứ hai đó chính là loại vải màn màu xám, hay còn gọi là loại vải màn tương phản cao. Với cái loại vải màn tương phản cao này nó sẽ phù hợp với các loại máy chiếu có độ sáng thấp, cũng như là nếu các bạn muốn cái hình ảnh khi dùng máy chiếu nó được sinh động hơn, cái màu sắc nó sắc nét hơn, thì cái loại vải màn này nó cũng là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Cộng với một ưu điểm nữa thì nó cũng có thể làm giảm cái tác động của ánh sáng xung quanh đi một phần thôi nha các bạn. Và loại vải màn thứ ba đó chính là loại vải màn quang học. Nó có tên tiếng Anh viết tắt gọi là ALR, nó là Ambient Light Rejection. Nó có nghĩa là nó sẽ loại bỏ cái ánh sáng môi trường và chỉ cho ánh sáng của máy chiếu, tiếp nhận ánh sáng của máy chiếu. Để cái hình ảnh của chúng ta thấy nó chỉ đến từ máy chiếu thôi, nó không bị ảnh hưởng bởi cái ánh sáng môi trường xung quanh. Dựa trên cái đặc điểm này á, thì các bạn sẽ phải lưu ý một điểm đối với cái loại vải màn này. Đó chính là việc cái máy chiếu của bạn là loại máy chiếu có tiêu cự thấu kính. Nó là cái vị trí đặt gần, siêu gần hay là máy chiếu xa, để mình có thể lựa chọn cái màn chiếu nó có thông số kỹ thuật phù hợp.
Và cuối cùng đó chính là cái loại vải màn xuyên âm. Cái loại vải màn xuyên âm này nó cũng có màu trắng, tuy nhiên là nó sẽ được đục các lỗ rất nhỏ ở trên cái màn để âm thanh nó có thể xuyên qua mà nó không làm ảnh hưởng đến cái chất âm cũng như là ảnh hưởng tới cái hình ảnh của máy chiếu. Và mình đánh giá đây là cái loại màn chiếu mà nó có khả năng phù hợp với đại đa số các loại máy chiếu, hầu như là tất cả các loại máy chiếu luôn nha các bạn. Ngoài ra các bạn sẽ còn cần phải quan tâm đến một số thông số kỹ thuật. Đầu tiên đó chính là về tỷ lệ màn chiếu. Tỷ lệ màn chiếu nó sẽ phụ thuộc vào cái việc mình bố trí cái màn chiếu. Ví dụ như các bạn bố trí cái loại màn chiếu xuyên âm che hết toàn bộ cái vách trước sẽ không thấy thiết bị á, thì các bạn mình khuyến khích các bạn dùng cái tỷ lệ là 21:9 để khi mà các bạn có những cái sụt phim mà nó có tỷ lệ đúng 21:9, 21:10 á thì nó sẽ ra được cái trải nghiệm nó tương tự như đặt phim luôn. Với cái góc nhìn rất là rộng. Thì ngoài ra nó còn có tỷ lệ là 16:9 nếu các bạn sử dụng cái loại màn mà các bạn phải bố trí cái các loa xung quanh màn á, thì mình khuyến khích bạn sử dụng loại màn là 16:9. Tiếp theo là cái thông số về độ gain. Gain ở đây có nghĩa là cái độ bắt sáng của màn chiếu. Với các loại máy chiếu mà nó có độ sáng thấp tầm dưới 2000 lumen á thì các bạn sẽ cần cái màn nó có thông số gain nó khoảng là 1.1 cho tới 1.2. Nhưng mà cái thông số này nó cũng sẽ khác ngoài thực tế, bởi vì hãng công bố là một chuyện nhưng mà cái thực tế nó sẽ như thế nào thì các bạn phải trải nghiệm nha các bạn. Thông số cuối cùng đó chính là về góc nhìn. Đối với các phòng mà các bạn bố trí hệ thống máy chiếu màn chiếu có cái chiều ngang phòng nó rộng và cái vị trí ngồi của mình nó hơi gần so với màn chiếu á, thì các bạn sẽ phải có cái màn chiếu nó có góc nhìn rộng đủ để đáp ứng cho cái vị trí sát màn chiếu và nó nằm ở hai bên hông nha các bạn. Và tóm lại thì dựa trên những yếu tố mình đã chia sẻ ở trên thì chắc các bạn cũng đã lựa được cho mình một cái loại màn chiếu nó phù hợp rồi. Tuy nhiên thêm để mình khuyến khích các bạn thêm một vài cái lựa chọn để tối ưu. Khi các bạn có nhu cầu là xem phim, chơi game thì các bạn có thể lựa chọn cái loại màn chiếu cũng như là máy chiếu nó có độ sáng tương đối và cái gain của màn chiếu nó cũng không cần quá cao và cái loại vải màn nó là vàng trắng thôi là cũng đã đáp ứng được rồi. Nếu các bạn sử dụng cho cái nhu cầu của mình là karaoke nữa thì khi karaoke thì đa phần các bạn sẽ có bật đèn nữa thì cái loại vải màn quang học nó sẽ phù hợp hơn. Nó loại bỏ cái ánh sáng môi trường xung quanh và đáp ứng được cái hình ảnh nó phù hợp với nhu cầu karaoke của mình. Và cuối cùng, nếu các loại vải màn trên các bạn thấy khó lựa chọn quá thì hãy cân nhắc đến sử dụng cái loại vải màn xuyên âm. Đây là cái loại vải màn mà nó có thể phù hợp với đại đa số các loại máy chiếu trên thị trường luôn. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách để lựa màn chiếu phù hợp với phòng giải trí gia đình cũng như là cái máy chiếu mà các bạn sẵn có. Thì các bạn thấy video hay hãy like, share, subscribe để ủng hộ kênh của Thiên Vũ. Và ngoài ra nếu các bạn cần có sự tư vấn kỹ hơn, bên mình còn có tư vấn cả nguyên một phòng giải trí luôn. Đó thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cũng như là đến showroom để trải nghiệm nhiều hơn về chất âm lẫn hình ảnh âm thanh nha các bạn. Đó, xin chào và hẹn gặp lại.